OK, xin chào các bạn. Ở ờ, trong cái video trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một cái bộ điều tốc đa năng đúng không ạ? Thì cái bộ điều tốc đa năng trong cái video trước ấy thì nó hơi kén động cơ, có những động cơ nó chạy được. Ví dụ như động cơ này, đó, động cơ ba pha này thì nó chạy được. Nhưng mà cái động cơ ba pha này, đây to khủng bố như này thì nó không chạy được. Do đó mình quyết định mua một cái bộ điều tốc đa năng khác. Đây, cái bộ này nhìn có vẻ nó hộp huyết nó đóng đàng hoàng phết nha các bạn này. Đấy, coi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem xem với cái bộ điều tốc mới mua này nó có chạy được hết các cái động cơ hay không. Đây. Đó. Mình cũng chỉ mua cái loại 350W thôi. Đó. Mua để test các cái động cơ ba pha chứ không mua để để dùng như là xe đạp nên là cũng không cần đến cái công suất cao. Đây thì các bạn nhìn thấy này, cái bộ điều tốc này này, đó, nó là 4 trong 1 nên là cái dây dợ nó cũng tương đối nhiều hơn so với cái bộ điều tốc cũ của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái bộ điều tốc này và sẽ chạy thử hai cái động cơ 3 pha không chổi than này, xem là nó có thể chạy được cả hai cái động cơ hay không. Bởi vì đây là bộ điều tốc đa năng. Vì bộ điều tốc đa năng nên là chúng ta sẽ không cần gắn cảm biến hát vào nha các bạn nhé Bộ điều tốc nào thì nó cũng sẽ có một cái dây cảm biến hát này các bạn này. Còn nếu như cái bộ điều tốc zin theo xe thông thường là mình sẽ phải gắn cái cảm biến hát. Đây, đây là cái cảm biến hát thì thông thường nó sẽ có ba cái mắt đọc như này đó và này mình sẽ phải gắn vào cái động cơ đó thì lúc đấy là nó sẽ cảm biến được cái góc quay thì nó nó mới, mới có thể chạy được à, về cách sử dụng dây như nào thì các bạn có thể xem trên YouTube đấy, hoặc mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách phân biệt dây và cách sử dụng các cái đầu dây này như nào trong một cái video sau đấy đây là ba pha của động cơ các bạn nhé mình sẽ test trước với cái động cơ này động cơ ba pha thì các bạn đấu pha nào cũng được rồi, mình đã đấu ba cái đầu dây ra của cái bộ điều tốc vào ba cái dây ba pha của cái động cơ này. Các bạn lưu ý là chúng ta phải để cách nó ra nhé. Nếu mà chúng ta không may nó chập vào là nó đánh lửa hoặc là nó sẽ làm cháy cái hàng mốt phép ở bên trong đấy. Đây là hai cái phụ kiện mà họ cho kèm chúng ta. Đây là cái rắc nguồn vào. Đó. Thế đây, đây là cái rắc nguồn vào cấp cho cái bộ điều tốc. Thì trong đấy là một dây đỏ to là dương nguồn, dây dây đen to là âm nguồn còn cái dây đỏ nhỏ này chính là công tắc chìa khóa khi mà chúng ta bật chìa khóa thì tương đương với cái dây đỏ nhỏ và dây đỏ to nó sẽ chập lại với nhau đó thì là lúc đấy nó bật còn nếu mà chúng ta không chập lại nhau thì chúng ta sẽ thì cái bộ điều tốc này nó chưa được cấp nguồn cho vi điều khiển mặc dù nó đã cấp nguồn cho hàng công suất nhưng mà chưa được cấp nguồn cho vi điều khiển nên là nó sẽ không chạy còn đây nó là cái dây tay ga đấy, mình bỏ ra ở đây mình đã chế một cái dây tay ga riêng rồi bằng một cái chiếc áp như này các bạn chỉ cần lấy một cái chiếc áp xong rồi chúng ta sẽ đấu ba chân vào đây. Đây mình sẽ cắm nó vào. Với cái bộ điều tốc này thì các bạn có thể nhìn thấy nó dùng cái điện áp từ 36 đến 48 V các bạn nhé. Đó, dòng nó ăn là từ 17 đến 18 A. Bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn 36 V vào. Mình sẽ đo cái điện áp đầu vào. Đó, 36 V các bạn nhá. 35,96 là 36 V. Mình sẽ cấp cái nguồn này. Cấp luôn cả dây đỏ to và dây đỏ nhỏ luôn. À, trước khi cấp thì chúng ta sẽ cắm cái dây tay ga này vào đã trước khi cấp nguồn chúng ta cần phải tách rõ ràng giữa các cái pha đầu ra ra nhé không tránh trường hợp nó chập nhau nhá rồi mình đã cấp nguồn bây giờ mình sẽ ga lên xem với cái động cơ này nó có chạy hay không các bạn nhá cái bộ điều cấp trong cái video trước thì cái động cơ này không chạy được bây giờ chúng ta sẽ test thử xem cái bộ điều tốc này nó có chạy được không mình sẽ tăng ga lên đó các bạn thấy không chạy được nhá đây tăng này tăng này Đấy, tăng hết cỡ này, hết cỡ rồi. Đó. Ở đây mình đang dùng cái điện áp là 36V thì động cơ nó mới chạy ở cái tốc độ này thôi. Với hai nữa là cái động cơ này nó thiết kế không chạy nhanh. Nên là quay ở cái mức độ vừa phải. Đó, giảm tốc này. Tăng này. Đấy. Rồi, như vậy là rõ ràng là cái bộ điều tốc đa năng này có vẻ như là không không kén động cơ đâu. Chứ động cơ cái bộ điều tốc trước là cái động cơ này không chạy nổi luôn nhá. Đấy, đây là nó đang quay theo chiều kim đồng hồ đúng không ạ chúng ta muốn đảo chiều thì chúng ta chỉ cần lấy hai cái dây này chúng ta chập lại với nhau để cho nó đảo chiều Đó, mình phải giữ động cơ không nó, nó 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 chạy nó lại văng nó mất Đấy, bây giờ nó đang quay thuận chiều kim đồng hồ mình chập lại lần nữa đấy chập lại lần nữa nó đảo chiều nha khi mà nó đảo chiều xong đang quay ngược chiều kim đồng hồ các bạn rút nó ra đó, bây giờ chúng ta sẽ tăng ga lên thì nó sẽ quay ngược chiều được kim đồng hồ nha. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ như nãy. Đó. Đấy, tăng ga lên thì nó vẫn quay ngược chiều kim hồ. Như vậy ở đây nó sẽ có một cái dây nó là kính là cái dây đảo chiều khi mà nó đảo chiều xong thì nó sẽ nhớ cái chiều đảo đấy là nó cứ thế nó quay thôi. Với cái bộ điều tốc này thì nó còn có cả số lùi các thứ rồi báo động rồi dây báo động rồi các thứ nữa. Đấy, rồi dây công tơ mét nó rất nhiều dây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cái video sau đó rồi ok động cơ này thì xong bây giờ mình thử test xem cái động cơ này xem nó có chạy không rồi đã cấp vào ba pha của động cơ bây giờ mình cũng sẽ bật nguồn lên rồi bây giờ mình sẽ tăng ga lên để các bạn xem xem nó có chạy không nhá đấy các bạn thấy không chạy nhá tăng này đó nói tóm lại là mình thấy là cái bộ điều tốc mới này đó thì có vẻ nó không kén động cơ như cái bộ điều tốc cũ nữa với cái bộ điều tốc cũ ấy, thì với cái động cơ này này mình phải dùng thêm một cái mạch nữa đó là mạch cầu diode ba pha để mình chế nó vào thì nó chạy được thế nhưng bộ điều tốc này thì không cần rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho các bạn xem xem bên trong nó có gì Đây, bên trong của nó đây các bạn này. Đó. Thì đập vào mắt mình trước tiên là một hàng mốt phép các bạn nhé. Đấy, 2, 4, 6. 6 con mốt phép. Đấy. 6 mốt phép luôn các bạn này. Đó. Đây, mạch ở dưới này thì nó không có gì rồi. Đấy. Thì về căn bản thì mình thấy rằng nó cũng gần gần tương tự giống như cái mạch cái trước đấy. Đó, thế nhưng mà với cái mạch này khả năng nó đã được lập trình nó ngon lành cành đào hơn và các cái chức năng của nó nhiều và đa dạng hơn. Đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ dùng một cái con vi điều khiển này, GPVK3248A. Đấy. Con này nó sẽ điều khiển chính và chương trình nó sẽ được nạp vào con này. Và hàng mút phép ở đây Đấy, hàng mốt phép này thì nó dùng 6 con mốt phép và có cái mã là FHP100 N7 à, N07 FHP100 N07 các bạn nhé Nó hơi khó nhìn nhỉ Đó Đây, đây chính là cái nguồn dương vào để cấp trực tiếp cho cái hàng mốt phép luôn này các bạn này Đấy còn dây âm này, dây âm là cái dây đen ở dưới này. Đấy, còn cái dây đỏ này, đây đỏ nhỏ này thì nó sẽ cấp vào đây để cho nó cấp vào cái vi điều khiển. Khi mà chúng ta bật chìa khóa lên thì cái nguồn đấy, cái nguồn cấp cho vi điều khiển nó mới được cấp. Đó. Còn nếu mà chúng ta tắt đi thì vi điều khiển chưa được cấp dẫn đến là nó sẽ chưa điều khiển được cái gì cả. Đó thì cái mạch cấu tạo của nó cũng đơn giản như vậy nó cũng tương tự na ná giống như cái mạch trước thôi. Thế nhưng mà với cái mạch mới này nó sẽ thiết kế nó hơi khác một chút dẫn đến là nó sẽ hạn chế cái việc mà kén động cơ đi rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn